Thưa cha mẹ, thưa nhà vua và tất cả mọi người, công ơn của mọi người cùng nhau nuôi dưỡng giống con chưa thể đền đáp được. Nhưng nay con sẽ ra đi đánh giặc, và con sẽ đem hết sức mình ra đánh tan lũ giặc xâm lược để giữ yên bờ cõi nước nhà. Còn công ơn của mọi người giống con không biết lấy gì đền đáp, xin tất cả mọi người hãy nhận của giống con một lại để đền ơn. Khỏe nha. Con quên chưa rồi sao? Chú sư giả. Giống ơi. Trời ơi. Giống ơi, giống con nhẹ tay chung giống ơi. Con xin lỗi, con quên. Giống ơi, con đi đánh giặc mạnh giỏi nghe con. Dạ. Con giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Con chào mọi người, con đi nha. Tất cả dân làng hãy nghe lệnh ta truyền, nổi trống suốt bơ. Rần y như bầy dịch vậy. Đánh giặc. Giặc gì mà quánh? Giặc ông. Là nó nói tụi mình đó. À, ông bà già này phản phúc. Ta đã tha cho hai ông bà rồi, tại sao không biết ơn ta? Tại sao không chịu rủ nhau ở nhà hái hoa bắt chí đi hả? Mà kéo nguyên một băng đảng đi muốn làm loạn hả? À, còn bà này nữa, nhớ bà này không? À, thì ra cái bà này là... Nhớ chưa? Đích thị cái bà này là... Là ai? Ủa mà bà là ai vậy? Trời ơi, tù nhân của mình đó, từng bị mình bắt, sau đó ăn cắp một bộ đồ của thằng lính trốn trại vượt ngục quay trở về. Đừng có nói nhiều lời, có ta đây. Xe hai hồn ra hồn ra hồn nó leo hồn. Trời ơi, ngu quá ngu quá, sao đứng ra để cho nó đánh tông cơ. Dừng tay hỡi lũ giặc ân, tràn sang ức hiếp người dân hiền lành. Trời ơi, đâu tự nhiên lòi ra thằng nhỏ đứng đọc thơ lục bát à. Ủa mấy em, cái thằng nhỏ đọc thơ này là ai vậy mấy em? Giống hả? Ta không quen, nhưng mà bây giờ muốn nghe thơ, ta sẽ cho nghe thơ. Đầu thì còn để cho, miệng nói giận sữa hôi, mà bày đặt lớn tiếng ra ngoài kia nó kìa. Tao cũng làm thơ được rồi, mặc dù thơ của tao dở ẹt. Không sao, tao thích. Nghe nè, chắc nó tưởng đánh giặc là trò con nít chơi, chứ đâu ngờ mà dễ sợ, độc nhất trên đời. Tao cũng làm thơ được rồi nè. Im đi, các ngươi chớ nhiều lời. Có ta là tướng soái, con của nước Giang Lang,
các ngươi hãy đầu hàng, bay ra ta tha mạng. Các ngươi hãy đầu hàng, bay ra ta tha mạng. Ôi tướng quân, quân tướng, nhìn tướng trẻ lên ba, ta mà cười ha ha là nó khóc hòa tới sáng. Đúng, ta chỉ mới lên ba, còn các ngươi đã già mà không biết phải trái, ăn hiếp người già yếu, bắt nạt trẻ ngây thơ. Ngay lập tức bây giờ cúi đầu ta chỉ tội. Cúi đầu ta chỉ tội. Thôi mệt quá à, tự nhiên kéo nguyên một bài ra đây rồi đứng đọc thơ nghe buồn ngủ gần chết à. Nhào vô quánh lộn đi cho nó xôm tụ. Ôi mày nhớ nha, mày chơi mày chụp nước miếng mày chọi ra trong mặt tao nghe. Ghê chưa, sao một hồi nhảy chói như một thằng điên, dòm qua dòm lại thằng nhỏ kia sợ quá chạy mất tiêu rồi. Vậy thì ta là người chiến thắng. Chiến thắng cái củ trắng. Ui da. Ê, con tóc xù kia. Vậy sao mày chơi mày quánh tao mày? Thông cảm đi, tao bị quán không phân biệt ai thù ai bạn. Mày điên nè, mày điên nè, mày điên nè. Tới, lộn thuốc hả? Gì? Nó kìa, sao không đánh tao? Tao quánh cái đứa phản bạn trước, tao quánh nó sau. Hey. Trời ơi, giờ mấy dì mấy ngoại giống bầy vịt trời quá đi. Sao kỳ vậy? Lẽ ra giờ này phải ở nhà nấu cơm, nấu nước cho chồng con ăn đi. Mắc gì mà rủ nhau cả bầy chạy rần rung trên đường xá à? Hỡi lũ quân xâm lược, chúng bay là đàn ông, lại hà hiếp đàn bà, cớ sao không biết ngược? Chúng bay là đô hèn. Tao ghét nhất là bị ai bu cho chửi hội đồng đó. Thôi, bạn thân ơi, chuyện này là chuyện của đàn bà con gái, mày tránh xa để tao. Được, mời bạn. Bạn thân ơi, nhanh lên cứu tao với, lẹ lên. Sao mày biểu chuyện đàn bà để mày lo? Trời ơi, tao đâu có ngờ bọn chúng mạnh quá, nhanh lên.